Ngày 31 tháng 8 năm 2022, hơn 240 doanh nghiệp và các hiệp hội ngành nghề, khu chế xuất, khu công nghiệp, khu nông nghiệp công nghệ cao và khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh đã tham dự hội nghị tiếp xúc và đối thoại doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tại hội trường thành phố. Về phía lãnh đạo có ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các sở ban ngành quận huyện. Tại buổi đối thoại, các doanh nghiệp đã nêu ra những vấn đề còn tồn đọng trong việc giải quyết các vướng mắc, thủ tục hành chính hiện nay còn phức tạp, rườm rà, doanh nghiệp mất nguồn kinh phí chạy theo để sửa đổi, đào tạo tốn nhiều chi phí. Vẫn còn một số cán bộ chưa đáp ứng được nhu cầu và kỳ vọng của doanh nghiệp. Do đó, rất mong thành phố tiếp tục đi đầu và cùng cả nước siết chặt vấn đề kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải cách các thủ tục hành chính, tối đa rất là động các sở ngành trên mọi lĩnh vực để cải thiện quan trọng đầu tư, nâng cao chất lượng chính quyền đô thị để tạo hành lang thông thoáng cho doanh nghiệp phát triển. Chúng tôi rất mong muốn các sở ngành cần có một bộ phận tiếp nhận được ngay các ý kiến của hiệp hội khi phát sinh một vấn đề, đồng thời tăng cường các buổi tiếp xúc với doanh nghiệp và doanh nghiệp. Các đại biểu đã nêu lên các thực trạng như tình trạng nguồn lao động khan hiếm, thiếu nhóm lao động công nhân kỹ thuật có tay nghề, kể cả lao động phổ thông, trung cấp, tuyển dụng rất khó khăn. Do đó, các doanh nghiệp cho rằng cần có chính sách thu hút lao động phù hợp, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực và tạo thêm các kênh kết nối giữa doanh nghiệp và người lao động đang tìm kiếm việc làm. Tăng nguồn cung lao động, giải quyết vấn đề nhà ở cho người lao động. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng đề xuất cần tăng khả năng tiếp cận nguồn lực tài chính, đẩy mạnh việc huy động đầu tư từ xã hội để khai thác hiệu quả tài nguyên đất và không gian đô thị. Thành phố cần rà soát những quỹ đất hiện có, xử lý tài sản nhà đất sử dụng không hiệu quả, thực hiện chính sách hỗ trợ người dân doanh nghiệp sau dịch COVID-19, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp chủ lực. Tiếp thu các ý kiến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi khẳng định, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư là mục tiêu thành phố đã nỗ lực nhưng thời gian qua vẫn chưa thực sự hiệu quả, đồng bộ để kịp thời đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp. Cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư để doanh nghiệp thuận lợi hơn trong hoạt động. Thì việc này trong thời gian vừa qua thành phố có nỗ lực, tức là sau dịch Covid ấy, thì thành phố có nỗ lực. Một cái trường hợp rất điển hình đó là ở khu công nghệ cao. Thì khu công nghệ cao có nỗ lực không? Có. Thành phố có nỗ lực không? Có. Nhưng đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp chưa, đáp ứng được cái đòi hỏi phát triển chưa, thì chúng tôi khẳng định là chưa và chúng tôi đang nỗ lực. Thì cái này chúng tôi xin được khẳng định như thế. Chứ để nói là chúng ta đã làm tốt rồi mà tại sao nó còn bị nghẽn như thế này, tại sao nó còn tắc như thế này. Rõ ràng là chúng ta làm có làm nhưng mà chưa thực sự hiệu quả, tức là chưa đồng bộ, chưa kịp thời. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các sở ngành của thành phố tiếp tục đặt ra cái yêu cầu phải minh bạch hồ sơ, minh bạch trách nhiệm và sẽ công bố các giải pháp công nghệ để giải quyết những phản ánh của doanh nghiệp nhanh chóng thời gian tới.